Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp cái khóa khủng binh mà hôm qua tôi đã đưa ra một cái lời thách đấu. Để giải cái khối khóa khủng binh này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trước tiên chúng ta hãy nhìn vào cái khối khóa khủng binh vô cùng chắc chắn là bạn rất khó có thể tháo nó ra bằng lực. Lực thì thực ra nếu như các bạn khỏe là các bạn bẻ gãy toàn bộ thì không không nói, nhưng mà nếu như các bạn muốn tháo nó ra mà vẫn giữ nguyên được cái hình dạng các cái thanh ghép của nó thì vô cùng khó khăn. Cách giải sẽ như sau. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy các cái thanh ở đây sẽ theo một cái quy tắc là theo trục dọc này và trục ngang này, ngang bên này nữa, quay đều. Chính vì thế chúng ta tìm thấy một cái thanh, chúng ta cứ lắc thử các thanh ở đây. Lắc theo trục dọc và lắc theo trục ngang. Rồi, với quân này chúng ta đã ép nó xuống. Khi ép nó xuống chúng ta nhìn thấy ở đây nhé. Rồi, chắc hẳn chúng ta sẽ nhìn thấy là ở mỗi quân các bạn nhìn thấy tôi đánh các con số như này đúng không? Việc đánh số là để làm gì? Thực ra là chỉ là để cho hướng dẫn các bạn nó dễ dàng hơn thôi. Chúng ta để ý ba cái quân đầu tiên thì cấu tạo của nó, hai thanh này úp vào nhau, một thanh này tương đương cái thanh số 3, tương đương với thanh số 1. 4, 5, 6, 7, 8 giống nhau. Xanh số 9 hơi khác một chút. Ở đây có một điểm chú ý là ở thanh thứ ba, chúng ta lấy dùng bút chỉ, chúng ta kẻ bôi đen một nửa một phần bị đứt này. Rồi, chúng ta vào phần lắp cái khóa khủng binh này, chúng ta lấy cái thanh số 3 lên như này, thanh số 1 để vuông góc, thanh số 1 để vuông góc, thanh số 2 tiếp tục lấy thanh số 4, thanh số 5. Chúng ta úp làm sao để cho nó khít với cả cái mộng của nó và cái phần chia vẩy ra ngoài này, nó sẽ hướng ra phía cái cạnh kia. Việc lắp một cái khóa khủng binh này ngoài cái việc là trí tuệ ra, chúng ta còn đòi hỏi một cái việc là rất khéo tay. Chính vì thế trong cái tác dụng của khóa khủng binh nó có một cái phần đó là vận động tinh dành cho các bé đấy. Thực ra các bé cũng hơi khó chơi trò này mà phải dành cho hơi ngoài 7 tuổi mới khả năng. Được khuyến cáo là trò chơi này được dành cho những bé trên 7 tuổi. Rồi sau khi lắp được con số 5 rồi, chúng ta sử dụng ngay con số 9. Úp nó theo cái chiều như này, các bạn nhìn theo cái chiều úp của tôi. Quân số 6
6, 7, 8 thực ra là do cách các bạn xếp thôi, à, đánh số thôi, còn đâu thì nó giống hết nhau. Quân số 7, các bạn nhìn thấy quân số 9 có thể di chuyển được. Cái này đúng không? Nó đẩy nó lên một tí, chúng ta có thể. Quân số 8. Quân 9 hạ nó xuống. Nó xoay. Như vậy chúng ta đã lắp xong. Trải nghiệm xong chiếc khóa khổng minh này. À, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video hướng dẫn giải khóa khổng minh tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.